bạn đến với chuyên mục Lắng Nghe Sâu. Hôm nay, quý thầy, quý sư cô thương gửi tới bạn một trích đoạn trong sách Hạnh Phúc Cầm Tay của Sương Làm Mai. Mời bạn thở nhẹ, mỉm cười và cùng lắng nghe. Tập khí. Có một câu chuyện thiền về một anh chàng đang cưỡi ngựa. Anh ta phi ngựa rất nhanh, như thể anh đi đâu quan trọng lắm. Một người đàn ông đứng bên lề đường thấy vậy liền hỏi lớn: "Anh đi đâu vậy?" Anh ta trả lời: "Tôi không biết, hỏi con ngựa." Có thể ta cười anh ta, nhưng đó cũng là câu chuyện của ta. Ta đang cưỡi ngựa mà không biết mình đang đi đâu, và ta không thể dừng lại được. Con ngựa là tập khí của ta, đang lôi kéo ta đi. Còn ta thì yếu thế, bất lực. Ta luôn chạy, và chạy đã trở thành tập khí của ta. Lúc nào ta cũng đấu tranh, kể cả trong khi ngủ. Ta đấu tranh với chính mình, và rồi đấu tranh với người khác. Ta phải học nghệ thuật dừng lại. Dừng lại những suy nghĩ, dừng lại những tập khí, dừng lại những thất niệm, và dừng lại những cảm xúc mạnh đang thống trị ta. Khi cơn bão cảm xúc đi lên, ta bất an, đứng ngồi không yên. Ta mở tivi lên, rồi lại tắt tivi. Ta cầm quyển sách lên, rồi lại bỏ sách xuống. Làm sao ta có thể dừng lại được tình trạng bực bội, bất an này? Làm sao ta có thể dừng lại được những sợ hãi, thất vọng, giận hờn và tham lam? Ta có thể dừng lại bằng hơi thở chánh niệm, bằng lời nói ái ngữ, bằng nụ cười ý thức và bằng cách nhìn sâu. Khi có chánh niệm, tiếp xúc sâu sắc với giây phút hiện tại, thì luôn luôn sản sinh ra hoa trái hiểu biết, chấp nhận và thương yêu, khiến cho ta có ước muốn làm vơi đi nỗi khổ đau và đem niềm vui đến cho người. Tuy nhiên, tập khí thường mạnh hơn ước muốn. Ta không muốn nói và làm những điều ấy, nhưng rồi ta vẫn nói và vẫn làm. Sau đó ta lại cảm thấy hối hận. Ta làm cho mình, cho người khác khổ và gây nên nhiều tổn hại cho nhau. Ta nguyện lần sau sẽ không lặp lại nữa, nhưng lần sau ta vẫn làm y như vậy. Tại sao? Tại vì tập khí đẩy ta, khiến ta làm. Chúng ta cần năng lượng chánh niệm để nhận diện tập khí và có mặt cho nó, để dừng lại quá trình phá hoại này. Nhờ chánh niệm mà ta có khả năng nhận diện tập khí khi chúng phát khởi. Xin chào tập khí, tôi biết em ở đó. Chỉ cần ta mỉm cười là cường độ của nó sẽ giảm xuống. Chánh niệm là một năng lượng cho phép ta nhận diện tập khí và ngăn ngừa không cho nó hoành hành ta. Thất niệm là ngược lại, uống trà mà ta không biết là ta đang uống trà. Ngồi với người thương mà ta không ý thức là người thương đang ở bên cạnh ta. Ta đi mà không thực sự đi. Ta mơ mơ màng màng, đang ở đâu đâu, nghĩ về quá khứ, mơ tưởng tới tương lai. Con ngựa tập khí lôi kéo ta và giam hãm ta. Ta phải bảo con ngựa dừng lại và giành lại tự do của mình. Ta cần chiếu ánh sáng chánh niệm vào những gì ta đang làm để cho bóng tối của thất niệm tan đi. Bạn mến, tuần này thương mời bạn cùng thực tập buông thư. Tập buông thư trong tư thế nằm. Nằm ngửa trên mặt phẳng, không có nệm, không có gối. Duỗi hai tay theo thân thể, duỗi hai chân. Mỉm cười hàm tiếu, duy trì nụ cười hàm tiếu. Thở ra, hít vào thật nhẹ. Chú ý tới hơi thở. Buông thả tất cả các bắp
thịt trên toàn thân thể, tuồn như cục giáp thật mềm xuống, mềm như một tấm lụa tẩm xương, buông thả hoàn toàn, chỉ duy trì nụ cười và hơi thở. Nghĩ tới một con mèo nằm sụ trong bếp, đụng tới thì êm như một đám bông gòn, duy trì trong 20 hơi thở. Buông thư trong tư thế ngồi, ngồi kiết già, bán già, ngồi xếp bằng, ngồi trên hai bàn chân, hai gối quỳ, hoặc ngồi trên ghế dựa buông thõng hai chân. Mỉm cười hàm tiếu, thở, duy trì nụ cười và thư giãn toàn thân.